Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông Y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, các bạn có biết rằng không cần tốn kém nhiều chi phí, chỉ với vài lá ổi cũng đủ giúp bạn khắc phục mùi hôi nách khó chịu. Chính vì vậy, ngày hôm nay tạp chí Đông Y sẽ chia sẻ cho các bạn cách chữa hôi nách tại nhà bằng lá ổi. Trong Đông Y, lá ổi tốt cho hệ tiêu hóa, giúp giải độc, diệt khuẩn và kháng viêm. Đồng thời khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa trong lá ổi có tác dụng ngăn ngừa mùi hôi, loại bỏ vi khuẩn, giúp khắc phục mùi hôi nách hiệu quả. Vậy cách làm và áp dụng như thế nào thì mới có được hiệu quả? Thì ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là 200ml nước lọc, muối trắng, lá ổi tầm 5 đến 7 lá. Giờ các bạn rửa sạch lá ổi đi nhé. Dùng một cái bát có sẵn một chút nước lọc, sau đó các bạn cho vào một muỗng cà phê muối, khuấy đều. Sau khi muối hòa tan vào trong nước thì các bạn cho lá ổi vào. Chúng ta sẽ ngâm như này tầm 5 phút. Như vậy mình đã ngâm xong, giờ mình vớt ra. Dùng một cái cối giã, sau đó cho lá ổi vào giã nát. Như vậy đây là lá ổi sau khi mình giã nát. Bây giờ các bạn sẽ cho 200ml nước lọc vào. Với muối trắng thì cho vào một muỗng cà phê, sau đó khuấy đều. Dùng một cái bát và một chiếc lọc, sau đó các bạn đổ ra, lọc riêng phần nước và bã. Về phần bã thì chúng ta vẫn sử dụng, nên giờ mình sẽ cho ra một cái bát. Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn xong và đây là cách để chúng ta chữa hôi nách tại nhà. Đầu tiên các bạn hãy rửa sạch vùng nách bằng nước ấm, sau đó thấm khô. Giờ lấy phần nước thoa trực tiếp lên vùng nách, thoa xong thì dùng phần bã đắp vào. Giữ nguyên như vậy tầm 10 phút, sau đó rửa sạch lại là xong. Với cách này thì một ngày các bạn sẽ áp dụng một lần và một tuần chỉ cần áp dụng 3 lần thôi nhé. Giờ mình xin được kết thúc video tại đây, mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.